Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Cập nhật giá Citiga nhập khẩu Honda Vario 110 sau cái Tết Nguyên Đán 2021. Cái chiếc Honda Vario 110 là một cái dòng Tayga được rất nhiều người Việt biết đến và có một thiết kế khá đặc trưng nếu so với các dòng Tayga trong cùng một khúc. Được xếp ngang chiếu với cái phiên bản là Honda RS 110, nhưng cái con Vario 110 2021 có một vài chi tiết thiết kế khá là khác biệt. Cái dòng Tayga này vốn được sản xuất dành cho những thị trường ở Indo. Có những chia sẻ từ phiên bản là B-Shift cũng dựa trên cái chiếc Sumoto của Cyber R1000 RR. Có các đường nét trên cái chiếc là Vario 110 2021 rất là sắc sảo, những vết cắt rất sâu và những đường gân dập nổi ở trên thân xe làm tăng cái diện mạo thể thao cho cái mẫu xe này. Trên xe lại có nhiều trang bị hiện đại, chẳng hạn như chìa khóa thông minh Smart Key, ED Stop, khởi động ECG, chân chống điện và nhiều tiện ích khác nữa. Một điều đáng chú ý là cái con Vario 110 được trang bị động cơ mạnh mẽ, tạo ra công suất là 13,1 mã lực tại vòng tua máy là 8.500 phút. Moment xoắn cực đại là 13,4 Nm tại vòng tua máy là 5.000 vòng trên phút. Khối động cơ này vận hành linh hoạt và có khả năng tiết kiệm điện tốt hơn so với mức tiêu thụ nhiên liệu, rơi vào khoảng gần 47 km cho một xăng. Để giúp các bạn xem biết có nhiều thông tin tham khảo cùng tắm, chúng tôi sẽ cập nhật giá của chiếc Honda Vario 110 2021 mới nhất ở cuối tháng 2 năm 2021 tại các lý Việt Nam. Honda Vario 110 phiên bản trắng tem đỏ 2021 với mức cho bán đề xuất là 55.200.000 đồng, mức giá bao giấy tờ là 62.500.000 đồng. Honda Vario 110 phiên bản đen mâm đồng 2021 mức giá đề xuất là 55.200.000 đồng, mức giá bao giấy tờ là 62.000.000 đồng. Honda Vario 110 phiên bản vàng kép 2021 mức giá bán đề xuất là 55.700.000 đồng, mức giá bao giấy tờ là 62.500.000 đồng. Honda Vario 110 cam màu xanh nhám 2021 mức giá bán đề xuất là 55.200.000 đồng, mức giá bao giấy tờ là 62.000.000 đồng. Honda Vario 110 phiên bản hàng nhám 2021 mức giá bán đề xuất là 55.200.000 đồng, mức giá bao giấy tờ là 62.000.000 đồng. Honda Vario 110 phiên bản màu trắng 2021 mức giá bán đề xuất là 55.000.000 đồng, mức giá bao giấy tờ là 61.500.000 đồng. Honda Vario 110 phiên bản màu bạc nhám 2021 mức giá bán đề xuất là 55.700.000 đồng, mức giá bao giấy tờ là 62.500.000 đồng. Honda Vario 110 phiên bản màu đỏ nhám 2021 mức giá bán đề xuất là 55.500.000 đồng, mức giá bao giấy tờ là 62.300.000 đồng. Lưu ý giá xe thực tế còn tùy vào từng đại lý và từng quán xe. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, đừng quên like, share và subscribe.